kèo mở bát xin phép được tặng cho anh em kênh chat một cân đồ con delete cộng 5. Ok chưa? Con delete cộng 5 này anh Phúc xin phép được tặng cho anh em kênh chat. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ có một con Real Furina Battle Bat cộng 5. Hên quá, con này không dám tặng anh em. Hên là con dám, con này nó con này mình không dám tặng anh em. anh Tú đổi thành anh Tú phải đổi thành I Love SC Online chứ nhờ. Xin phép được tặng cho anh em kênh chat một con Rudiger SPL cộng 5. Ok chưa? Nói là làm liền, nói tặng là phải bán liền. Nói tặng là phải bán liền. Xúc. Nói tặng là phải bán liền. Không thể nào nói mỏm như hồi như cái kèo đầu tiên được. Ba con Romero 23 Totti cộng 5 này anh Phúc xin phép được tặng cho anh em kênh chat. Ok chưa? hên nó vẫn lên. Cái đội đây rồi. Xin phép được tặng cho anh em kênh chat một con Kaka cộng 8. Một lần nữa. Con Kaka mùa MC cộng 8 này anh Phúc xin được tặng cho anh em. Ok rồi, xin phép được tặng cho anh em kênh chat một con Neto. Sao FIFA nó chỉ muốn lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi. Tặng cho anh em kênh chat một con Eto SA cộng 6. Ok chưa? FIFA nó chỉ muốn lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi. Chính xác là như vậy rồi. Hên quá. Hay nhỏ số 3. Holy shit, để quên tài năng trẻ. Premier 23 Totti cộng 5. Nope. Ôi giời ơi, sau đây em rất nhiều giao diện rồi, anh Phúc có lỗi với em. Xin phép được tặng cho anh em một con Poco mùa LN cậu. Nope. Ê nhưng mà không sao, về một nó dễ lên lắm nha. Về một nó dễ lên, điển hình là con Eto mùa SA. Đây rồi. Ăn siêu bet ở một cúp cộng 5. Ôi giời. 5. Đây rồi. Casemiro bắt tù bát cộng 5. Ôi giời ơi, dạo này sao đập chán thế nhỉ, đập liên tục nó chán thật sự luôn đấy. 3. Đẹp rồi. Con KC bắt tôi bắt cộng 5 này anh Phúc xin phép tặng cho anh em kênh chat. Ok chưa? Ruben Dias 22 TS cộng 5. Ui giời ơi, không lên được em ạ. Trời ơi, sorry. Ruben Dias cộng 5 cho 5. Còn Ruben Dias mùa 22 TS cộng nào lần thứ 3 này xin phép được tặng cho anh em kênh chat. Nope. 5. Trời thôi, xin phép được tặng cho anh em kênh chat một con Kevin cộng 5. Ruben Dias gọi nhưng Kevin xin phép không trả lời. 3. Nope. Đây rồi.